Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 34, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6 sáng nay đã tổ chức thảo luận tại tổ. Bốn tổ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận về kinh tế và môi trường, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, khiếu nại tố cáo, công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2019. Thảo luận tại tổ 1, các đại biểu tập trung phân tích tình trạng những trung tâm văn hóa học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn về nhân sự, các hoạt động còn đơn điệu, do đó cần có giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả các nội dung lớn của ngành giáo dục, đổi mới chương trình phổ thông theo chỉ đạo của chính phủ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tại trường học. Tại tổ thảo luận số 2, các đại biểu dành nhiều thời gian cho vấn đề khai thác cảng biển và logistics để tăng nguồn thu cho tỉnh, trong đó chú trọng phát triển thêm không gian cho logistics, thúc đẩy giao thông kết nối, thúc đẩy hiệu quả giao thông thủy. Các đại biểu trong tổ cũng đã tập trung phát biểu về tình trạng lấn chiếm đất công, đề nghị các cấp ủy chính quyền tăng cường quản lý đất công tại địa phương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các sở ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm tổ chức đấu giá các khu đất công. Ở tổ 3, đại biểu thảo luận về tình trạng báo chí, dư luận nhân dân và thông tin trên mạng xã hội có nhiều ý kiến trái chiều về việc san lấp biển làm dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hoàng Lưu, sai phạm của công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ, việc lấn chiếm đất công tại huyện Xuyên Mộc. Trong công tác dân vận, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cốt cán để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo xử lý và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thảo luận tại tổ 4, vấn đề được nhiều đại biểu đề cập là một số dự án đầu tư chậm do vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc do nhà đầu tư không có năng lực triển khai. Công tác xác định giá đất còn chậm, qua đó đề nghị các sở ngành địa phương cần quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất quán trong thực hiện các chủ trương đầu tư của doanh nghiệp tại tỉnh và phải có tinh thần trách nhiệm, tính chuẩn mực trong xử lý các vấn đề của doanh nghiệp. Các đại biểu cũng đề nghị các sở ngành địa phương cần đổi mới cách làm, rút ngắn thời gian xác định giá đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tính tiền sử dụng đất của các dự án.